Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những ngày của mùa Giáng sinh. Và hôm nay chúng tôi xin tiếp tục loạt bài mà mục sư Xem đã bắt đầu trong Chủ nhật vừa qua. Chủ đề của chúng ta trong những ngày này đó là thiên đàng trên đất. Khi chúng ta hiểu công việc của Đức Chúa Trời, Ngài muốn mang thiên đàng đến đất này. Ngài đã vận dụng quyền năng của Chúa để giữ tất cả những lời Ngài đã hứa, những lời tiên báo về sự đến của Đấng Messiah. Và Ngài đã làm những công việc lạ lùng. Có những lúc đòi hỏi Chúa Ngài phải đình chỉ những cái luật tự nhiên ở trong vũ trụ này, những cái quy luật để Ngài có thể thực hiện công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng. Không có điều gì là quá khó cho Chúa của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đó là không có gì là không thể với Đức Chúa Trời. Nothing is impossible for God. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa trong Luca chương 1 từ câu 26 cho đến câu số 38. Chúng ta theo dõi phần Kinh Thánh này và chúng ta sẽ rút tỉa những bài học qua phần Kinh Thánh này ở trong ngày hôm nay. Vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc về miền Galile, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Joseph thuộc dòng vua David. Trinh nữ ấy tên là Marie. Thiên sứ đến gặp cô và nói: hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô. Nhưng Marie rất bối rối về những lời ấy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ tiếp: hỡi Marie, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn. Marie thưa với thiên sứ: tôi chưa ăn ở với một người nam nào thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ đáp: chính Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi, bởi vì không có việc gì là Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa: tôi đây là tớ gái của Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Rồi thiên sứ rời khỏi Marie. Chúng ta cùng nghe lại câu số 37: bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Cảm ơn Chúa. Đó là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì phần Kinh Thánh này và tất cả những gì mà đoạn Kinh Thánh này nói với chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy việc Chúa giữ những lời hứa tuyệt vời của Ngài và làm trọn. Dù có những lúc mà chúng ta thấy rằng với khả năng Ngài thậm chí đình chỉ những cái quy luật của vũ trụ để thực hiện những lời hứa đó. Chúa Ngài có quyền, bởi vì Ngài đã đặt những cái quy luật này ở trong vũ trụ này, trong thế giới của chúng ta, trong quả hành tinh này. Ngài có quyền để bước cao hơn tất cả những cái quy luật đó nếu cần, để Ngài có thể giữ lời Ngài hứa và làm những công việc bất khả thi đối với con người của chúng ta. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài tất cả đều có thể với Ngài. Quyền năng của Chúa đã thể hiện ra ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì trở về từ chuyến đi từ Việt Nam. Chúng tôi đã chứng kiến, đã thấy và có những trường hợp Chúa cho được dự phần vào để làm những công việc bất khả thi này đối với con người. Trong danh Đức Giê-xu, chúng tôi đã chữa lành cho nhiều người đau ốm, bởi vì thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho và lệnh của Chúa là chúng ta phải ra đi chữa lành những kẻ đau ốm, trị quỷ, khiến kẻ phun được sạch và khiến sống kẻ chết. Và khi vâng lời, Chúa đã cho chúng ta thấy được những điều tốt đẹp. Amen. Vì phước hạnh mà Chúa Ngài cho. Ở tại Cà Mau chúng tôi thấy những điều kỳ diệu Chúa Ngài làm. Lời làm chứng cho thấy những điều phước hạnh mà Chúa Ngài cho. Có những người thận bị suy rất là nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn Chúa, Chúa cho được lành. Và ngày hôm nay đã xét nghiệm và thấy có những cái sự xác nhận của bác sĩ là thận đã được chữa lành. Có những em bé câm điếc bẩm sinh đã Chúa Ngài đã làm phép lạ và các cháu đã nghe, đã nói một cách bình thường. Có một cháu chúng tôi biết cha của nó đến và nói nó đã 12 tuổi. Nhưng mà không chịu nói và tính tình của nó thì rất là lạ và quái gở. Nhưng cảm ơn Chúa khi chúng tôi kể ơn Chúa, nhân danh Chúa và công bố phép lạ của sự tái dựng của Chúa ở trên cháu. Từ ngày hôm sau cha của nó dắt nó đến, và cảm ơn tôi bởi vì nó rằng suốt ở trong 24 giờ đồng hồ, và cháu đã thay đổi hoàn toàn. Nó vui vẻ với cha của nó nói, nó nghe, tất cả đều được bình thường ở trong ơn của Chúa. Và nhiều điều kỳ diệu khác nữa. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta là đấng toàn năng, mà không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Dù hoàn cảnh có bế tắc, có gặp khó khăn, nhưng chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta, Ngài có thể đem lại sự bứt phá, giải cứu. Khi Ngài can thiệp vào trong đời sống của chúng ta thì phép lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm ơn của Chúa. Ở tại thành phố thì chúng tôi được cái phước hạnh là thấy một người mẹ chạy đến và nói rằng: "Mục sư ơi, con có điều muốn làm chứng để tạ ơn Chúa." Đó là 10 năm về trước. Mục sư nhớ là mục sư có cầu nguyện cho một đứa bé, bé trai 2 tuổi. Và khi mục sư cầu nguyện thì nó bỏ chạy và nó không có để cho mục sư cầu nguyện. Mục sư công bố từ xa là Chúa Ngài chữa lành và phục hồi cho đời sống của bé. Bé gặp phải tình trạng tự kỷ. Và cảm ơn Chúa, 10 năm sau thì ngợi khen Chúa, bây giờ cháu đã được Chúa Ngài ban phước và đời sống của nó khỏe mạnh hoàn toàn. Ngày hôm nay cháu tình nguyện để đi và phục vụ ở trong một cái trung tâm để giúp cho những người khuyết tật. Và cảm ơn Chúa, cháu bình thường. Cô cho tôi xem tấm hình, cháu khỏe mạnh và một thanh niên có cơ bắp rất là khỏe. Ngợi khen Chúa vì Chúa cho cháu được phục hồi ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Và nhiều điều nữa chúng tôi có thể đứng đây và kể cho anh chị em đến sáng, nhưng mà tụ chung lại, chủ đề của chúng ta đó là không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài can thiệp vào thì việc gì cũng có thể xảy ra. Qua phần Kinh Thánh này, hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta học về câu chuyện thiên sứ Gabriel hiện ra với trinh nữ Marie để báo tin về việc thụ thai bởi Đức Thánh Linh và phép lạ ở trong lòng của cô. Và sau đó chúng ta sẽ xem sự nối kết của cái phước hạnh này cho đời sống của Abraham và Sarah, cũng như những con người khác, để chúng ta thấy được rằng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những công việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã hành động để chứng minh rằng không một việc gì là khó cho Chúa, không có việc gì là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ về lịch sử được xác định bởi một lời hứa. Mặc dù việc Đức Chúa Giê-xu Ngài được sinh ra ở tại thành Bethlehem, nhưng mà các sự kiện chung quanh nó là diễn ra ở phía Bắc, ở tại một thị trấn rất là nhỏ tên là Nazareth. Như thiên sứ Gabriel hiện ra và báo tin cho Mary rằng cô sắp có một con trai, thì chúng ta biết đây là một cái thành phố rất là nhỏ, một cái thị trấn rất là nhỏ. Ngày hôm nay ở Israel thì chúng ta thấy rằng nhà thờ Gabriel ở Nazareth được tọa lạc ở phía trên của một cái giếng nước tự nhiên duy nhất ở tại làng Nazareth, và tại đó người ta cất một cái nhà thờ để đánh dấu cái vị trí chỗ mà thiên sứ Gabriel đã hiện ra để báo tin cho trinh nữ Marie về việc cô có thai và sẽ sanh một con trai. Và thời của Marie thì theo truyền thống, những người phụ nữ đến đó để lấy nước. Và đây là nơi mà chúng ta thấy rằng Gabriel đã gặp Marie và báo tin này. Nhà thờ này người ta vẽ rất là nhiều tranh vẽ của các thiên sứ ở trên tranh tường, cũng như mô tả thiên sứ ở trên thiên đàng đang nhìn xuống cái giây phút, cái khung cảnh mà Gabriel báo tin cho trinh nữ Marie, đánh dấu một cái thời điểm rất là quan trọng, một cái tin đến từ thiên đàng. Đó là thiên đàng sắp diễn ra ở trên đất này. Thiên đàng sẽ đến trên đất này, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến, và vua đời đời sẽ mang lấy thân xác con người, và Ngài đến để mở vương quốc của Ngài ở trên đất này, để đem lại sự cai trị, đem lại sự phục hồi mà Chúa Ngài đã định ngay từ nguyên thủy. Bởi vì tội lỗi của Adam và Eva mà chúng ta thấy rằng thế giới tối tăm đã chiếm và cai trị ở trên đất này. Nhưng mà Chúa Ngài báo tin đó là vua đời đời, Đấng Messiah sẽ đến. Và khi Ngài đến thì Ngài sẽ đem nước trời đến ở trên đất này. Cảm ơn Chúa. Tại nhà thờ này chúng ta thấy câu chuyện Chúa Ngài đã sai thiên sứ Gabriel để báo tin cho trinh nữ Marie. Và trong phần Kinh Thánh thì chúng ta thấy câu chuyện thiên sứ báo tin cho Zacharie từ câu 5 cho đến câu 25, ngay phía trước câu chuyện thiên sứ báo tin cho Mary này. Và câu chuyện của Zacharie giống như lời báo trước cho Abraham và Sarah ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 18. Ở cái chỗ mà cả hai vợ chồng đều đã già, ngoài tuổi sinh đẻ, cả Zacharie lẫn Sarah đều nghi ngờ về lời mà Chúa đã phán bảo cho họ, về việc quá sức tưởng tượng của họ. Abraham và Sarah tuổi đã quá tuổi sinh đẻ. Trong trường hợp của Elizabeth và Zacharie tại đây là mẹ của cha mẹ của Giăng Báp Tít, thì chúng ta biết rằng họ Elizabeth được nổi tiếng, được biết đến là một người đàn bà son sẻ. Nay họ đã già rồi, nhưng mà Chúa Ngài báo tin cho Abraham cũng như Sarah, cho Zacharie và cho Elizabeth, cả hai là họ sẽ có con mặc dù ở trong tuổi rất là già. Đây là một cái phước hạnh mà chúng ta thấy. Cũng như câu chuyện mà báo tin cho Zacharie, giống như lời báo tin cho trinh nữ Marie tại đây, để cả Elizabeth và Marie chúng ta thấy rằng họ đều không phải là ứng viên có khả năng để làm mẹ, nhưng mà vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không có việc gì là khó cho Ngài. Ngài có thể can thiệp vào, Ngài có thể thực hiện để làm thành lời hứa của Ngài cho nhân loại của chúng ta. Ngay từ buổi sáng thế, khi loài người của chúng ta phạm tội, thì Chúa Ngài đã tuyên báo cái kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Đó là từ dòng dõi người nữ có một đấng sẽ đến, dài đập đầu của rắn cắn gót chân của người, nhưng mà người đến để đem lại sự cứu rỗi. Cho nên trước buổi sáng thế chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tuyên báo. Và bây giờ khi cần thiết thì Đức Chúa Trời Ngài có thể làm cho các quy luật của vũ trụ này phải đình chỉ, để Chúa có thể thực hiện công việc của Ngài. Và cảm ơn Chúa, điều này đã bày tỏ ra ở trong phần Kinh Thánh này, để chúng ta có thể học hỏi, được khích lệ trong đời sống của chúng ta. Và cho tôi nhắc nhở anh chị em rằng không có một việc gì trong đời sống anh chị em hiện tại, dù anh chị em có thể cảm thấy nó là một cái việc bế tắc hoàn toàn, nó là cái việc tuyệt vọng, thì hãy nhớ một điều, đó là khi Chúa Ngài bước vào thì Ngài có thể làm thành tất cả những gì chúng ta mong đợi. Dù hoàn cảnh xung quanh hay là bác sĩ hay là y khoa đã nói bất cứ điều gì về hoàn cảnh của chúng ta, hãy nhớ một điều, không một việc gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài sẽ can thiệp, Ngài sẽ hành động khi chúng ta mời Ngài bước vào, và Ngài sẽ giữ điều Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Ở tại Việt Nam lần này, chúng tôi có cơ hội để đến và huấn luyện cho các mục sư cũng như lãnh đạo của AG. Thì cảm ơn Chúa, tại đó các đệ tớ của Chúa, các con cái của Chúa, các lãnh đạo đã học, và ai nấy đều vui mừng đón nhận, bởi vì những điều Chúa Ngài bày tỏ ra, đó là trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho chúng ta, trong danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta có thể chữa lành những người đau ốm. Và đó là điều mà nhiều người chưa thấy đến mức độ đó. Trước giờ chúng ta chỉ nói là ôi chúng ta cầu nguyện, còn phần chữa lành thuộc về Chúa. Không, Chúa Ngài bảo chúng ta hãy ra đi, và trong danh Đức Chúa Giê-xu chính chúng ta phải chữa lành những người đau ốm. Không phải trong quyền năng của chúng ta, nhưng mà quyền năng của danh Đức Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta thực hiện điều đó, tạ ơn Chúa, nhiều phép lạ đã xảy ra. Có một thanh niên nữ đã xin phép để đến được tham dự huấn luyện. Và cảm ơn Chúa, cô nhắn tin cho tôi hai hôm trước, đó là chúng tôi cho trở về áp dụng và thấy được kết quả. Đó là đã đưa 5 người đến với Chúa, trong đó là những người ốm đau được chữa lành, có người câm và điếc từ nhỏ, nay đã có tuổi. Cô đã giúp đỡ và cho người này có thể nói trở lại. Là trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Và cảm ơn Chúa, phép lạ xảy ra và người ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, mở lòng ra tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Cảm ơn Chúa, vì Chúa Ngài là đấng đã hứa với chúng ta ở trong lời của Ngài, thì Ngài có thể thực hiện điều đó. Dù điều đó có đòi hỏi Chúa Ngài phải bước cao hơn tất cả những quy luật mà Chúa đã định ở trên thế gian này, ở trong vũ trụ này, để Chúa có thể giữ lời Ngài phán và có thể thực hiện công việc của Ngài. Như lời bài hát mà chúng ta hát trong ngày hôm nay, Chúa là đấng mở đường. Ở trong những chỗ mà chúng ta không có đường đi, Chúa Ngài có quyền để có thể mở đường cho chúng ta. Ngài là đấng làm phép lạ. Cảm ơn Chúa vì những điều mà chúng ta cần, đòi hỏi một cái sự can thiệp siêu nhiên từ nơi Chúa, Ngài có quyền để thực hiện điều đó và phép lạ xảy ra. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng giữ lời. Bao nhiêu lời Chúa hứa, Ngài là đấng có quyền để làm trọn. Không có một việc gì là quá khó cho Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trở lại với câu chuyện báo tin cho Zacharie giống như lời báo tin cho Marie, thì chúng ta thấy rằng Elizabeth, người đã được biết tiếng là son sẻ, nhưng bà đã có mang. Và lúc Marie gặp bà thì đã 6 tháng rồi. Cảm ơn Chúa vì sự xác nhận của Chúa ở trong ơn của Ngài. Elizabeth đã quá già, vì vậy sự ra đời của dân cần một phép lạ. Marie là một trinh nữ, vì vậy sự ra đời của Chúa Giê-xu đòi hỏi một phép lạ thậm chí còn lớn hơn. Bởi vì một người già mà có chồng thì có thể cái phép lạ đòi hỏi là người này có thể sanh con được đó, nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà trường hợp của trinh nữ Marie thì chúng ta thấy rằng chưa bao giờ biết một người nam nào, thì làm sao việc đó có thể xảy ra được, thì đòi hỏi một phép lạ lớn hơn là như vậy. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh rất là rõ ở trong câu số 27 là Gabriel đến và gặp một trinh nữ. Đó là từ ngữ ở trong trinh nữ ở trong tiếng Hy Lạp, đó là chữ Parthenos. Định nghĩa nó là một thiếu nữ, một người con gái chưa có chồng, một người đồng trinh. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng Marie đã được hứa hôn với một người tên là Joseph thuộc về nhà của David. Chữ hứa hôn trong tiếng Anh là chữ betroth. Thì chúng ta biết rằng nó hơn là engagement. Nó gần, rất gần với chỗ là họ đã thành hôn. Chỉ có khác biệt là họ không có sống chung với nhau mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ đó là nếu phải xóa đi cái hứa hôn này đó thì đòi hỏi một cái cuộc ly dị. Và lý do mà khi Joseph biết tin là Marie đã có mang, ông muốn từ hôn với Marie một cách kín nhiệm. Ở đây chúng ta thấy rằng họ đã ở trong một cái giao ước là chắc chắn cái việc kế tiếp của họ là họ sẽ sống chung ở trong hôn nhân. Nếu trong trường hợp ở đây chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta biết đã hứa hôn với người tên là Joseph thuộc về nhà David, thì Ma-thi-ơ chương 1 câu 18 chép: sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus đã xảy ra như sau. Marie mẹ Ngài đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Đây là một cái chi tiết để giúp cho chúng ta thấy Chúa của chúng ta, Ngài có thể can thiệp vào ở trong những việc bất khả thi đối với con người chúng ta. Trong trường hợp này là một trinh nữ, trước khi chung sống với nhau thì nàng đã mang thai bởi Đức Thánh Linh. Nên điều đó dắt chúng ta đến điểm thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ. Đó là Đức Chúa Trời Ngài vượt cao hơn các quy luật tự nhiên ở trong vũ trụ này. Có thể nói rằng họ không tin rằng Marie là một trinh nữ. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có một số những cái triết lý, và trong đó có một người giải kinh mà đáng tiếc là Hội Thánh Việt Nam của chúng ta đã dịch những cái cuốn sách giải kinh của ông qua tiếng Việt và phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Đây là một cái thuốc độc rất là nguy hiểm. Tôi muốn nói đến nhà giải kinh William Barclay. Ông không tin rằng Chúa Giêsu được sinh ra bởi một trinh nữ, vì ông có chủ trương rằng tất cả các phép lạ ông phải giải thích cho được thì ông mới có thể tin được. Và đây là cốt lõi của niềm tin của chúng ta. Người ta nói mà người ta không tin rằng Marie là một trinh nữ, bởi vì nó quá sức tưởng tượng và quá cái khả năng của người chúng ta để có thể giải thích một sự việc. Nếu chúng ta có thể giải thích được thì nó không còn là phép lạ. Amen anh chị em. Đó là phải là một cái công việc mà nó quá cái khả năng giải thích của chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng nó đã xảy ra là bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng vượt cao hơn tất cả những quy luật tự nhiên của vũ trụ này. Ngài đã dựng nên nó. Ngài đã đặt cái quy luật, cái luật của hấp dẫn trái đất để cho chúng ta thấy rằng có một sức hút của trái đất. Nếu chúng ta đứng ở trên mái nhà mà chúng ta bước ra mà chúng ta xem thường cái quy luật này thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ gặt lấy cái hậu quả gãy chân, gãy tay hoặc là mất mạng, bởi vì luật hấp dẫn của trái đất. Nhưng mà đối với Chúa chúng ta trọng lực hay là luật hấp dẫn trái đất, Ngài đã dựng nên nó và Ngài có quyền để bước cao hơn. Cho nên Chúa Giêsu có thể đi ở trên mặt nước. Đức Chúa Giêsu Ngài có thể làm những phép lạ của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, Ngài vượt cao hơn tất cả những quy luật tự nhiên ở trong vũ trụ này. Điều đó cho phép chúng ta mở lòng ra đón nhận ơn của Chúa trong đức tin. Chúng ta sẽ thấy nó xảy ra cho chúng ta. Mục tiêu của bài giảng luận hôm nay, tôi muốn khuyến khích anh chị em chúng ta nới rộng cái sức chứa của chúng ta cho những việc siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. Vì Chúa Ngài chứng minh cho chúng ta đi lại nhiều lần ở trong Kinh Thánh, đó là Chúa là đấng có quyền để có thể vượt cao hơn tất cả những quy luật tự nhiên ở trong vũ trụ này, để làm phép lạ cho chúng ta, để đem lại sự bứt phá ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một chuyên gia về sinh học, hóa học, sinh lý học, vật lý học và những người chưa tin đó, họ sẽ nói rằng việc trinh nữ sinh con được mô tả ở trong phần Kinh Thánh này là điều không thể xảy ra được. Đúng, theo như cái nhìn của con người của chúng ta. Nhưng họ không biết là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Chúa toàn năng. Ngài có quyền để có thể làm những công việc mà sinh học, hóa học, sinh lý học và vật lý học không thể nào hiểu nổi. Chúng ta biết rằng khoa học họ chỉ có thể tin được những điều mà họ có thể cân đo và rờ được. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng Ngài vượt cao hơn tất cả những điều đó, và Ngài có quyền can thiệp vào để có thể làm những công việc mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa trong Kinh Thánh đã mô tả cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa có quyền để vượt cao hơn tất cả những quy luật tự nhiên của vũ trụ để hoàn thành những lời Ngài hứa. Cảm ơn Chúa. Marie sau khi nghe những điều này, cô đã suy tính giá mà cô có thể phải trả, bao gồm việc bị bêu xấu, bị Joseph từ hôn, và trong thời đó cũng có thể bị dân ở trong làng ném đá vì một người con gái chưa chồng mà có mang của chữ hoang. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng Marie có thể trả. Em cảm ơn Chúa. Marie thưa với Chúa điều mà tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta cũng sẽ thưa với Chúa. Marie thưa, tôi đây là tớ gái của Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Cô đi đến một cái kết luận, đó là những gì Đức Chúa Trời Ngài phán, Ngài có quyền làm trọn. Dù việc nó có quá sức tưởng tượng của con người, thì Chúa Ngài vẫn có quyền để làm trọn. Cô hiểu được quyền năng của Chúa và về cơ bản sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa Ngài dành cho cô. Xin Chúa cho chúng ta có loại đức tin và thái độ này ở trước mặt Chúa. Hầu cho chúng ta sẽ thấy những dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra trên đời sống của chúng ta. Những điều chúng ta trông mong chắc chắn sẽ xảy ra khi chúng ta có thái độ này. Những gì Chúa phán, xin nó xảy ra đúng theo như điều Chúa Ngài đã phán. Cảm ơn Chúa. Và đó là đức tin, đó là tiếng nói của đức tin. Đức tin là những gì Chúa phán chúng ta tin, thì việc nó xảy ra cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Vì không có gì là không thể đối với Chúa của chúng ta. Marie đã hỏi một cái câu hỏi rất là hợp lý với Chúa. Làm thế nào để trinh nữ có thể có con được? Tôi chưa biết một người nam nào làm sao chuyện này có thể xảy ra. Và câu trả lời của Chúa trong câu 37 là cô đã chấp nhận điều đó. Bởi vì không có việc gì là Đức Chúa Trời chẳng làm được. Cảm ơn Chúa. Không có gì là không thể đối với Chúa của chúng ta. Kể cả việc sanh ra bởi một nữ đồng trinh, đó là việc có thể xảy ra khi Chúa Ngài can thiệp vào. Anh chị em, đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên, một cái sự kiện ngẫu nhiên. 750 năm trước đó, tiên tri Ê-sai trong Ê-sai chương 7 đã có một lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cái việc bất khả thi đối với con người đó. Ngài sẽ làm công việc này. Ở trong Ê-sai chương 7 câu số 14 báo cho chúng ta: vì vậy chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Cảm ơn Chúa. Lạ không thể giải thích được. Đó là này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Cảm ơn Chúa. Một trinh nữ sẽ mang thai để sinh một con trai. Đó là dấu lạ mà Chúa Ngài sẽ bày tỏ ra. Cái dấu để bày tỏ ra thiên đàng đến ở trên đất này là khi một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong thân thể của một con người, hay là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài khen Chúa. Đó là dấu hiệu, đó là dấu báo, đó là một cái dấu lạ được bày tỏ ra ngày mà thiên đàng chạm đến đất này và đến ở trong ơn của Chúa. Và dĩ nhiên 750 năm sau, việc này đã được báo cho trinh nữ Mary. Tất cả đều là vì Đức Chúa Trời giữ lời Ngài hứa, thực hiện lời hứa của mình. Nhưng để làm điều đó, Ngài phải đình chỉ các quy luật tự nhiên của vũ trụ. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc này, bởi vì nó quan trọng vô cùng, anh chị em. Để chúng ta muốn kinh nghiệm được Chúa của chúng ta trong mức độ mà Chúa Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta phải nắm được điều này. Tức là chúng ta phải tin rằng đối với Chúa, chúng ta phải tin rằng Ngài là Chúa toàn năng. Và đây là điều mà rất là quan trọng để chúng ta phải đi đến chỗ này nữa. Đây không phải là một cái lời mà Chúa Ngài phán từ đầu, rồi sau khi Ngài làm hết tất cả những việc dựng nên trời đất vũ trụ này, rồi Chúa ngồi và Chúa nghĩ và Chúa nói rằng đó là tất cả những việc ta làm. Không, anh chị em. Sau khi Chúa Ngài dựng nên trời đất vũ trụ này xong, Ngài vẫn phán ta là Chúa toàn năng. Có nghĩa là tất cả những gì sẽ xảy ra sau này, mặc dù ta đã thi thố và bày tỏ quyền năng của ta cho đến Ngài hoàn tất cái việc sáng tạo của Ngài, Ngài vẫn tuyên bố Ngài là Chúa toàn năng của chúng ta. Có nghĩa là Ngài không cạn hết sức của Ngài cũng như là quyền năng của Ngài sau khi Ngài dựng nên trời đất vũ trụ này. Vì Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Cho nên anh chị em, Chúa Ngài không phải là một đấng đã mệt và đã kiệt sức sau khi dựng nên trời đất vũ trụ này. Ngài thừa quyền năng để tiếp tục làm những công việc của Ngài, để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và can thiệp vào trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm điều tương tự cho Abraham và Sarah. Để chúng ta có thể thấy được nó liên quan đến cái phép lạ mà Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho trinh nữ Maria. Cái thứ hai mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng quan sát, đó là phép lạ cho Abraham và Sarah. Ngài hứa cho họ một con trai. Và khi Ngài đến, Ngài hứa điều này với Abraham lúc ông 75 tuổi. Lúc đó là thấy khó rồi phải không? 75 tuổi mà Chúa hứa rằng sẽ có một con trai. Nhưng mà rồi 25 năm trôi qua, Sarah 90 tuổi, Abraham 99 tuổi, gần 100 tuổi. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái ý tưởng này là không thể đối với họ. Trong cái giây phút 25 năm trước thì có thể còn có một tia hy vọng rằng họ có thể sinh con. Ông 75, bà 65. Đối với tuổi của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng nó quá sức, quá cái tuổi sinh con rồi, nhưng mà còn một tia hy vọng. Nhưng mà 25 năm sau thì chúng ta thấy rằng cái tia hy vọng đó dường như là có thể nói rằng không còn nữa. Đây có thể là việc không thể đối với họ. Và Sáng Thế Ký chương 18 câu 11 chép: cả Abraham và Sarah đều đã già, tuổi đã cao, Sarah không còn khả năng sinh sản nữa. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa dùng cái chữ Sarah đã già. Tôi nghĩ đây là cái cách diễn đạt tế nhị mà Môi-se đã viết. Nếu không nói rằng bà gọi là quá cái khả năng để sinh con rồi, Abraham cũng không khác gì. Lời của Chúa trong sự mặc khải của Đức Thánh Linh cho Phao-lô viết ở trong thư Roma chương 4 câu số 19 mô tả chúng ta bức ảnh rõ hơn. Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần 100 tuổi, và thấy Sarah không thể sinh con nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. Ở đây Roma chương 4 câu 19 cho chúng ta một cụm từ rằng Abraham ông thấy thân thể của mình chết mòn vì đã gần 100 tuổi. Nó chết rồi, chết đối với khả năng sinh con, không còn có một chút hy vọng nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đối với Chúa là Ngài có quyền để có thể làm công việc. Khi Abraham đức tin chẳng hề suy giảm, cảm ơn Chúa. Chúng ta cần học nơi tổ đức tin của chúng ta. Ông có một điều mà chúng ta cần phải kiện toàn đức tin của chúng ta giống như ông. Đó là ông có sự suy nghĩ đó, ông cũng có sự tính toán ở trong lòng của ông để cân đo, cân nhắc. Nhưng mà ông không để cho những điều ông khám phá theo cái mắt của con người đó nó ngăn chặn ông đặt đức tin nơi Chúa toàn năng. Ông thấy thân thể mình, tức là ông không phải là người đức tin mà nhắm mắt đi đại. Ông thấy đó, ông thấy thân thể của mình đã chết mòn vì đã gần 100 tuổi. Rồi ông nhìn qua, ông cũng thấy Sarah không thể sinh con được nữa. Tức là ông là một cái người, không phải là cái từ ngữ mà người Mỹ họ dùng, đó là check your brain out at the door. Tức là chúng ta bỏ qua cái kiến thức phổ thông của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Không, anh chị em, chúng ta biết hết tất cả điều đó, nhưng chúng ta chọn là chúng ta không tin những gì mắt thấy, mà chúng ta chọn chúng ta tin là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Và đó là đức tin của chúng ta. Amen, anh chị em. Chúng ta biết rằng cái việc đó là cái việc không thể xảy ra được. Như Abraham tại đây, ông thấy thân thể của mình đã chết mòn, rồi ông nhìn qua, ông thấy Sarah cũng không thể sinh con được, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. Cảm ơn Chúa. Cơ thể Abraham cũng đã chết, và cả hai chúng ta thấy rằng họ ở trong cùng một hoàn cảnh. Nhưng lời của Chúa cho chúng ta thấy Chúa Ngài đến thăm Abraham trong hình dạng của con người để báo cho ông biết một cái tin vui. Ở trong Sáng Thế Ký chương 18 của số 10, một vị nói: khoảng thời gian này năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con. Lúc ấy Sarah vợ con sẽ có một con trai. Cảm ơn Chúa và Đức Chúa Trời, chúng ta không dùng chữ có thể, nhưng mà sẽ có một con trai. Sarah nghe được lời đó tại cửa trại sau lưng vị ấy. Điều mà tôi khuyến khích anh chị em, khi chúng ta đối diện với những thách thức, những khó khăn trong hoàn cảnh của đời sống của chúng ta, đừng coi thường Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy đặt lòng tin nơi Ngài. Sarah sẽ có một con trai. Và Sarah đang nghe lén ở tại cửa trại. Bà nghe xong thì cười phá lên. Chúa hỏi tại sao Sarah cười. Chúa hỏi Abraham về điều đó. Chúa biết bà đang ở phần biên kia vách của cái lều, của cái trại mà Chúa đang gặp. Bà đang nói chuyện với Abraham. Sao Sarah cười? Tôi tin rằng cái cười của bà nó là cái cười tế nhị của người Việt Nam chúng ta, gọi là cười mà gọi là mỉm cười. Tôi, bà già 90 tuổi này, mà năm tới sẽ làm mẹ. Cười. Cười vì không dám tin, cười vì thấy rằng những điều này nó quá sức tưởng tượng của mình, cười vì nghe một cái tin mình không thể nào có thể hiểu nổi. Khi Chúa hỏi tại sao bà cười, thì Sáng Thế Ký chương 18 câu số 14 chúng ta thấy một câu hỏi của Đức Chúa Trời cho Abraham và Sarah: có điều gì khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau ta sẽ trở lại với con, và Sarah sẽ có một con trai. Cảm ơn Chúa. Có điều gì khó đối với Chúa không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Năm tới Sarah sẽ có một con trai. Là xác nhận. Và anh em biết rằng khi Chúa Ngài công bố cái lời này đó, thì đối với con người chúng ta đây là chuyện không thể xảy ra được. Nhưng đối với Chúa, Ngài có thể đình chỉ, Ngài có thể vượt cao hơn cái luật tự nhiên của con người của chúng ta. Và trong cái tuổi sinh đẻ của một người phụ nữ, trứng vẫn còn ở trong thân thể của người đó mới có thể tiếp nhận được hạt giống để có thể thụ thai và có thể sanh con được. Mặc dù cơ thể của bà đã quá cái tuổi để sanh con, không còn khả năng nữa, nhưng Đức Chúa Trời Ngài có thể vượt cao hơn trên cái quy luật mà Chúa Ngài đã định ở trong đời sống này, để Ngài có thể thực hiện và làm thành điều Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời biết nhu cầu của con người chúng ta và khả năng của chúng ta. Nên cái tuổi thanh xuân của chúng ta đó là cái tuổi mà có thể sanh con một cách dễ dàng. Vì lúc đó có sức để có thể chăm sóc con, để rượt theo con, chăm sóc nó. Nhưng mà đến cái tuổi của mùa hè của chúng ta đó thì chậm lại, và cái việc sanh con nó chậm lại. Qua cái tuổi mùa thu của mình đó mà vẫn có thể sanh con nhiều đó, thì lúc đó rượt theo con không nổi, phải không? Cho nên Chúa Ngài làm cho trong cái cơ thể của con người của chúng ta lúc cái tuổi thanh xuân thì có thể sanh con được một cái rất là đông đảo. Nhưng mà đến cái tuổi cơ thể của chúng ta nó già đi đó, thì Chúa Ngài cũng làm cho thân thể của chúng ta sẽ chậm bớt lại trong khả năng này. Trong trường hợp của Abraham là nó đã ngừng rồi, trong trường hợp này của Sarah nó đã ngừng rồi. Và Đức Chúa Trời Ngài vượt cao hơn tất cả những cái quy luật của tự nhiên này, để Ngài có thể làm phép lạ của Ngài. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay ngợi khen Chúa. Chúng ta là đấng có quyền để làm tất cả những điều mà chúng ta mong đợi ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có điều gì là quá khó đối với Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta hết thảy đều trả lời không một việc chi là khó cho Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Sáng thế ký chương 21 câu số 1 cho chúng ta thấy điều mà Chúa Ngài đã làm. Đức Giê-hô-va thăm viếng Sarah như lời Ngài đã phán, và làm cho bà như lời Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài thăm viếng trên Sarah như lời Ngài đã phán, và làm cho bà như lời Ngài đã hứa. Ngợi khen Chúa. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giữ lời của Ngài. Ngài không phải là con loài người để hối hận về những điều Ngài đã hứa chúng ta. Em cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta, những người Ngài phán, Ngài sẽ làm trọn. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhận một lời tiên tri đến từ Chúa, việc đó sẽ xảy ra. Dù nó có trễ, đừng nghi ngờ, đừng bỏ cuộc, hãy đứng vững. Rồi chúng ta sẽ thấy đến kỳ của nó, việc sẽ hiện ra cho chúng ta, việc sẽ xảy ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều đó đã xảy ra cho Sarah như là điều mà Chúa Ngài đã phán, và Chúa Ngài đã làm cho bà như lời Ngài đã hứa cho bà. Xin Chúa cho chúng ta có một đức tin vững chắc để biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ làm theo như lời của Ngài đã phán, và làm cho chúng ta theo như lời Ngài đã hứa cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy quy luật tự nhiên của vũ trụ được đình chỉ để thực hiện theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Có một trường hợp khác mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh, cụm từ này cũng đã được lặp lại. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng Ngài có thể làm được tất cả mọi sự, không việc chi là quá khó cho Ngài. Trường hợp tôi muốn nói đến Giê-rê-mi. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài bảo ông đi và báo cho dân sự của Chúa vì tội lỗi của họ, vì họ cứng lòng không chịu ăn năn. Chúa Ngài cho phép thành Jerusalem, đền thờ bị phá hủy, và Chúa Ngài để cho họ bị bắt dẫn đi làm phu tù sang xứ người. Họ sẽ đi ra xứ người lên đến 70 năm. Và khi Giê-rê-mi báo điều này cho dân sự của Chúa, rồi Chúa Ngài lại bảo ông phải thực hiện một công việc, mua một miếng đất. Ông nghi ngờ việc này, nó có cái gì nó mâu thuẫn ở đây. Đi ra xứ người, thành sẽ bị quỷ phá, đền thờ bị quỷ phá, dách thành bị đốt cháy. Người ta đi ra xứ người ở 70 năm. Nếu mất xứ của mình trong vòng 1-2 năm thì cái việc khôi phục lại có thể hiểu được. Nhưng mà suốt 70 năm như vậy thì nó đã hoang tàn và không còn có những cái nguồn máy để có thể làm cho sự phục hồi này xảy ra. Kể như nó đã dừng lại và nó đã chết rồi. Đối với con người thì điều đó có thể đúng, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì không. Cho nên Chúa Ngài hỏi tiên tri của Ngài: này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có việc gì là khó quá cho ta chăng? Nói khen Chúa. Không một việc gì là quá khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 19 câu số 26. Một hoàn cảnh khác mà cụm từ này đã được bày tỏ ra, ý niệm này được bày tỏ ra. Chúng ta nhớ người trai trẻ đến để xin hỏi Chúa là làm thế nào để được vào nước thiên đàng. Cho bảo đi về, bán hết gia tài của mình phân phát cho người nghèo. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng người trẻ này nghe và bỏ đi, buồn mà bỏ đi. Mặc dù đã giữ được luật pháp của Chúa hầu như là gần như trọn vẹn, mà Chúa chỉ ra còn có một điều mà ngươi không nghĩ, nhưng mà thật sự là nó có trong đời sống. Ngươi phạm tội thờ hình tượng, do đó để cho tiền của sự giàu có của mình làm Đức Chúa Trời của ngươi. Ngươi đang thờ lại nó. Chúa muốn đánh hạ cái điều đó bằng cách là hãy đem bán hết gia tài của mình và đem phân phát cho người nghèo. Này bỏ đi. Và Chúa Giê-xu nói rằng người giàu mà vào nước của Đức Chúa Trời thì con lạc đà mà nó chui qua được cái lỗ của cây kim ấy, còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Các môn đồ của Chúa ngạc nhiên nói, như vậy thì làm sao người ta có thể vào nước Đức Chúa Trời được? Thì Chúa Giê-xu Ngài trả lời tại đây ở trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 26. Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, có điều gì đã chết ở trong đời sống anh chị em, hãy tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể làm cho sống lại. Những gì nó đã dừng lại trong sự sản sinh ở trong đời sống của chúng ta, cái sự hiếm muộn kéo dài trong đời sống của chúng ta đó, hãy tin rằng Chúa khi Ngài can thiệp vào thì tất cả đều sẽ sống động, và chúng ta sẽ thấy những điều Chúa Ngài hứa Ngài sẽ làm thành ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có người thân thương nào của chúng ta và chúng ta đã nói rằng con lạc đà mà chui qua lỗ kim được đó, nó còn dễ hơn cái người đó, cái người anh, người chị, người em đó của tôi, cha mẹ của tôi có thể tin Chúa. Cho tôi ghé sang đây để nói với anh chị em trong buổi sáng hôm nay rằng đối với Đức Chúa Trời không một vị trí là khó cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ở tại Việt Nam có một cái khoảnh khắc mà đối với tôi đây là một cái điều nó rất là quan trọng. Đó là khi Yến đứng chung với chị của mình và em trai của mình. Họ đã có những cái việc ở trong gia đình và không có nói chuyện với nhau bất hòa trong gia đình. Nên cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Yến chạy đến và nó một sự đến cầu nguyện cho các chị em của con. Chúa hàn gắn họ trong nước mắt. Họ nắm tay nhau phục hồi ở trong ơn của Chúa. Anh chị em, không có một việc gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Không có một việc gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có những người thân thương của chúng ta mà chúng ta có thể đã dừng lại, chúng ta đã đầu hàng, chúng ta đã nói rằng thôi bây giờ thì cứ giao cho Chúa để không còn dám nghĩ đến việc đó nữa, vì cái việc mà họ tin Chúa chắc là việc không thể nào có thể xảy ra được rồi. Cho tôi nhắc nhở anh chị em, không một việc gì là khó cho Chúa của chúng ta. Loài người không thể làm được điều này, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài làm được mọi sự. Hãy tin rằng tất cả những người thân thương của chúng ta mà chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta dâng họ trước mặt Chúa đó, chắc chắn Chúa Ngài sẽ làm. Họ sẽ được cứu ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong phước hạnh của Ngài, hãy tin để chúng ta sẽ thấy được. Có một số sự kiện ở trong Kinh Thánh mà tôi xin dẫn tới đây để khích lệ đức tin của chúng ta. Để Đức Chúa Trời Ngài có một cái chuỗi của những cái thành quả mà Ngài đã làm, những công việc mà Ngài đã làm và đã ghi lại cho chúng ta đó, để chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài nhúng tay vào thì không có một việc gì là không thể xảy ra. Cảm ơn Chúa. Điệp khúc liên tục của Kinh Thánh mà chúng tôi đang trình bày với anh chị em tới đây, không có gì là không thể đối với Chúa. Luca chương 1 chúng ta thấy tới đây, cho trường hợp của Zacharie và Elizabeth. Trong trường hợp của Marie, chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký chương 18, cho Abraham và Sarah, cho Giê-rê-mi ở trong chương 32 và Ma-thi-ơ chương 19 này. Cái điểm mấu chốt mà chúng ta thấy rằng Chúa hứa thì Ngài có quyền để làm trọn. Khi Chúa hứa thì không có gì là không thể. Không phải là quy luật của tự nhiên, không thể là quy luật của vật lý, không phải là quy luật của hóa học, sinh học hay là sinh lý học. Tất cả đều phải đứng lại khi Chúa của chúng ta nhúng tay can thiệp vào. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đã được kiểm chứng nhiều lần. Cho tôi nhắc anh chị em, Chúa Ngài đã rẽ biển đỏ cho Môi-se và dân sự của Chúa. Đây là điều không thể nào xảy ra được. Làm sao để cái biển đỏ như vậy mà nó được rẽ ra để dân sự của Chúa có thể đi ngang qua biển như đi trên đất khô? Vì không một gì là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài thật là đứng mở đường trong hoàn cảnh đó, phải không chị em? Họ đứng ở trước biển đỏ, phía sau của họ là đội quân của Pha-ra-ôn đang rượt theo để bắt họ trở lại làm nô lệ ở trong xứ Ai-cập. Phía trước của họ là biển đỏ. Môi-se và dân sự của Chúa kêu xin Chúa. Để Chúa hỏi Môi-se, sao ngươi kêu xin ta? Hãy gá gậy của ngươi ở trên biển. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, thay vì Môi-se tiếp tục kêu khóc với Chúa, ông vâng lời. Và khi ông đưa cây gậy lên thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta, Chúa sai một ngọn gió thổi và dựng như là hai cái vết tường vô hình, khiến cho nước dồn lại. Và dân sự của Chúa bắt đầu đi xuống, đi ở trong lòng biển như đi trên đất khô, bởi vì không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài ban mana từ trời cho dân sự của Chúa trong 40 năm. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều tuyệt vời hơn nữa mà khi tôi suy gẫm, mỗi lần mà tôi nhớ đến điều này thì tôi cứ được nhắc nhở luôn, đối với Chúa không việc gì là không thể đối với Ngài. Chúng ta nhớ mana, quy luật của Chúa cho dân sự của Chúa để Ngài dạy họ Nhờ cậy Chúa, như Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: xin Chúa cho con bánh dùng đủ mỗi ngày. Chúa bảo Ngọc cho con lượm đủ mana ăn cho trong ngày. Đứa nào mà tham lam lấy thêm thì sẽ thấy cái hậu quả. Ai mà tham lam lấy hơn cái phần mình có thể ăn đó, thì ngày hôm sau nó sẽ hóa ra hôi thối. Trong tuần có một ngày mà cái quy luật đó của Chúa, Chúa Ngài làm ngỏ ngược lại. Vì cái luật khác mà Chúa Ngài định cho họ, ngày thứ bảy, ngày sa bát là ngày nghỉ của họ, họ không được quyền làm việc. Thì đến ngày thứ sáu đó, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì lấy hương đó, thì nó sẽ hư. Nhưng mà ngày thứ sáu được lấy hai phần. Để rồi ngày sa bát, bánh mà họ đã lượm được trong ngày thứ sáu không hề hư. Chúa không đổ mưa xuống từ trời rồi nghĩa là đó là tất cả sức của ta làm được. Nhưng mà trong cái nguyên tắc của sự yểm trợ đó, của sự tiếp trợ đó từ nơi Chúa đó, thì Ngài có những cái điều mà quyền năng của Ngài có thể trỗi cao hơn những quy luật mà Ngài đã định. Ngài thương lượm gấp đôi thì sẽ không giữ được, mà còn sanh ra phải đem rửa đồ đạc chứa của mình để nó hư đi. Nhưng mà ngày thứ sáu thì được quyền. Mỗi tuần chúng ta thấy việc này lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong vòng 40 năm. Chúa của chúng ta toàn năng đến như vậy. Cho tôi nhắc anh chị em, không việc chi là không thể đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Amen. Xin Chúa giúp để chúng ta thấy và đức tin của chúng ta được Chúa Ngài ban phước. Năm nay là năm của sự nâng cấp của đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta bước lên một loại đức tin cao hơn ở trong ơn của Chúa. Ngài đã đánh sập tường thành Jericho cho Joseph. Đây là một cái tường thành rất là lớn anh chị em, và rất là dày. Các người khảo cổ học họ đã tìm thấy được cái tường của Jericho nó dày đến độ ở trên đó hai chiếc xe ngựa có thể chạy ngược chiều ở trên vách thành của Jericho. Và chỉ bởi tiếng hét của dân sự của Chúa, khi tiếng tù và thổi và dân sự của Chúa cùng hét lên một tiếng, tường thành sập. Ở đây một điều khác nữa, một chi tiết khác để khích lệ anh chị em, là người ta không tìm thấy một cái mảng nào của tường thành của Jericho là nó ngã ra. Nếu là động đất theo như lời giải thích của William Barclay hay là của những con người vô tính, là những thần học gia vô tính, thì nếu mà là động đất thì nó ngã thế nào, nó cũng phải có một mảng nó ngã ra bên ngoài, nó ngã bên trong, tất cả đều ngã vào trong hết. Và đó là việc của Đức Chúa Trời của chúng ta. Đúng mà lời của Chúa nói rằng có việc gì là khó cho Đức Chúa Trời chăng? Giê-mi trả lời Chúa biết, không một việc gì là khó cho Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Chúa đổ lửa từ trời cho tiên tri Eli thiêu đốt của lễ của ông để đem dân sự của Chúa trở lại, không còn là trong tình trạng đi dẹo hai bên, nhưng mà trở lại để thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời. Ngài bảo vệ Daniel khỏi bầy sư tử. Sư tử, nguyên một cái hang sư tử mà ném Daniel vào trong đó là một bữa ăn mà các sư tử không thể nào từ chối được. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là suốt đêm đó, Chúa sai thiên sứ của Ngài bịt mồm sư tử, bảo vệ Daniel trong ơn của Chúa. Không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen anh chị em. Ngài đã khiến cho một trinh nữ tên là Marie chịu thai, và Ngài cũng đã khiến cho con trai bị đóng đinh của bà tên là Giê-xu sống lại từ cõi chết. Vì không việc chi là khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba mà tôi khích lệ anh chị em đó là tất cả chúng ta cần có một thái độ tin kính Đức Chúa Trời. Abraham và Sarah đã nhớ lời hứa của Chúa. Dù thân thể của họ có thể đã nhìn lấy thân thể của họ, có những lúc họ thấy nó đã già nua, tử cung đã chết, thân thể của Abraham đã chết, nhưng chúng ta hãy nhìn vào thái độ của Abraham. Bất chấp những gì chúng ta biết về trường hợp đó, chúng ta thấy rằng họ vẫn bày tỏ lòng tin nơi Chúa. Hãy nhớ những gì mà thư Roma nói. Abraham đã gần 100 tuổi, đã quá tuổi để sinh con, và Sarah không thể có con được. Abraham đã nghĩ về tất cả những điều này, nhưng đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời không hề yếu đi, không trở nên yếu đuối trong đức tin, không từ bỏ niềm tin của mình. Chúng ta nghe lại Roma chương 4 câu 21. Hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi huấn luyện ở tại Việt Nam về sự chữa lành, cũng dựa trên điều Chúa hứa, rằng những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta thực hiện đúng như điều Chúa dạy thì phép lạ nó xảy ra. Cảm ơn của Chúa. Thái độ của Abraham tới đây, hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Chúng ta cần có thái độ này. Chúng ta cần có loại đức tin này, tin nơi Chúa của chúng ta. Thái độ nói rằng Bất kể vấn đề của tôi lớn đến đâu, Chúa của tôi lớn hơn, vĩ đại hơn. Amen. Bất kể kích thước của những trở ngại, Chúa của tôi có thể, và không có gì trong vũ trụ này có thể ngăn cản Ngài giữ lời Ngài đã hứa với tôi. Amen. Không ngăn cản Ngài đối với Abraham, với Sarah, với Marie. Điều đó cũng không ngăn cản Ngài đối với anh chị em và đối với tôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn lại năm 2020, chắc chắn đó là một cái thời gian thử thách thái độ của tất cả chúng ta, đức tin của chúng ta. Có những ngày mà chúng ta không tin rằng mình có thể sống qua được đại dịch đó. Nhưng cảm ơn Chúa, ở trong giây phút đó, ai ở trong chúng ta biết trở lại với lời của Chúa, động viên đức tin của chính mình, nói với linh hồn của mình như David đã nói: hỏi linh hồn ta sao ngươi sợ ngã trong ta, hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va là Đấng có thể giải cứu, Đấng có thể chữa lành, Đấng có thể bảo vệ đời sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, tôi nhớ trong những ngày đó, nghe tin tức, chúng ta càng nghe thì chúng ta càng thấy rằng hoảng loạn nó xảy ra. Và lúc bây giờ có một cái chiến thuật của kẻ thù lấp vá hình ảnh vân vân để có thể phao ra những cái tin gây hỗn loạn ở trên thế giới này bằng những tin thất thiệt, khiến cho cả nhân loại lao vào trong cái sự sợ hãi. Thì tôi nhớ cầu nguyện với Chúa, tôi rằng: lại Chúa, con phải làm gì trong hoàn cảnh này? Vì không biết ở phía sau của Covid chúng ta sẽ có cuộc sống như thế nào. Thì tôi nghe Chúa nói với tôi: con làm cái gì tốt nhất, con hãy trở lại và làm công việc đó. Thì tôi nhớ lại: cảm ơn Chúa vì Ngài có sức giàu ban ơn, và con có một cái chức vụ chữa lành mà Chúa Ngài đã chứng minh nhiều lần rằng việc này là việc sẽ xảy ra ở trong ơn của Chúa. Và những lời hứa của Ngài đó là Việt Nam sẽ được cứu, chức vụ mà Chúa Ngài ban cho, vị trí mà Chúa Ngài đặt để cho VBC Houston, chúng con là mũi nhọn cho công việc để đem lại sự phục hưng ở trong ơn của Chúa. Tôi trở lại ở trong Chúa, học hỏi lời của Chúa, trở lại và nghiên cứu, khích lệ chính mình ở trong ơn của Ngài, sẵn sàng. Và anh chị em còn nhớ những ngày đó, tôi đã đứng lên và tuyên bố: anh chị em, phía bên kia của Covid chúng ta sẽ đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Phía bên kia của Covid chúng ta sẽ thấy một mùa thu hoạch lớn lao trong ơn của Ngài. Anh chị em còn nhớ những ngày đó không? Cảm ơn Chúa. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đã hứa, Ngài đã làm trọn ở trong ơn của Ngài, và Ngài sẽ làm những việc lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã hứa với tuyển dân của Ngài, trong đó có mỗi một chúng ta. Chúng ta nghe Ê-sai 43 câu 2 đến câu 5 để khích lệ chúng ta: khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Israel, Cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cúc và Sê-ba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng, chính ta đã yêu con, nên ta sẽ ban người thế con và ban các dân tộc thay mạng sống của con. Đừng sợ vì ta ở với con. Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông và quy tụ con về phương Tây. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa với chúng ta, có Ngài đi cùng. Thì chúng ta có đi qua nước, nó cũng không thể làm cho chúng ta chết ở trong nước được. Chúng ta có đi qua lửa, lửa cũng không cháy chúng ta. Và Chúa Ngài đã chứng minh điều đó cho dân sự của Chúa. Môi-se dắt gần trên dưới 1 triệu người đi với ông, đi ở trong lòng biển mà nước nó không ập vào để chết họ. Đạo quân của Pha-ra-ôn thì khác, không có Chúa ở cùng, rượt theo dân Israel. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, nước ập trở lại và đạo quân của Pha-ra-ôn đã chết chìm. Anh chị em thấy, nhưng mà con cái của Chúa dù bước qua lửa, lửa cũng chẳng cháy. Ba bạn của Daniel ở trong hồ lửa hừng, thì Chúa Ngài đã bước vào trong hoàn cảnh đó với họ. Thì khi mà người ta đem họ ra, áo của họ không bị cháy, không một cái cọng tóc, sợi râu nào của họ bị cháy, là bởi vì Chúa Ngài ở cùng. Ngài khen Chúa. Ngọn lửa chẳng thiêu đốt, sông cũng chẳng cuốn. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, có quyền để làm công việc đó cho đời sống của chúng ta. Nên chị em đừng sợ, vì Chúa ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sự việc đó đã đem lại cho tôi sự vững chắc, và tôi tin là khích lệ anh chị em. Cho nên chúng ta đã đi con đường mà Chúa Ngài đã hướng dẫn chúng ta. Và ngày hôm nay cái vị trí đó Chúa Ngài đã sử dụng để chúng ta đi và có một dòng của những lời làm chứng thế nào Chúa Ngài làm việc trên chúng ta, để khích lệ anh chị em của chúng ta ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Có một số những lời hứa của Chúa tôi muốn chia sẻ, nhắc nhở anh chị em trong thời gian này để chúng ta vững chắc ở trong ơn của Chúa. Giê-rê-mi chương 29 câu số 11. Nhớ Đức Chúa Trời là Đấng Ngài đã hứa, thì Ngài sẽ làm trọn điều Ngài đã hứa. Dù nếu nó đòi hỏi Chúa phải đình chỉ, Chúa Ngài phải vượt cao hơn những quy luật tự nhiên mà Chúa Ngài đã đặt ở trong vũ trụ này, Ngài sẵn sàng làm và thừa quyền năng để làm, để giữ lời Ngài hứa. Giê-rê-mi 29 câu số 11, Đức Giê-hô-va phán: vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con. Tôi thích bản dịch này. Vì chính ta biết chương trình mà ta đã hoạch định cho các con. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, Chúa có một chương trình cho mỗi một chúng ta. Và chương trình đó của Chúa đó là để Ngài ban cho chúng ta bình an, Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúng ta có một tương lai và chúng ta có một hy vọng để chúng ta sống. Cảm ơn Chúa. Roma chương 8 câu 28, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Hallelujah. Ngài khen Chúa của chúng ta. Chúa có quyền để làm công việc đó, không điều gì có thể ngăn trở Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những lời hứa mà Chúa đã hứa với chúng ta ở trong năm 2022 này, Chúa sẽ ban chúng ta gấp đôi, Chúa ban chúng ta những điều lòng mà chúng ta ao ước. Mặc dù năm nay sắp kết thúc, nhưng mà tôi tin rằng Ngài giữ vững lời của Ngài. Anh chị em cứ tin, đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta ít khi đến sớm, không bao giờ trễ, luôn luôn đúng giờ. Amen. Cho nên chúng ta cứ trông đợi Chúa của chúng ta, Ngài sẽ làm công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Những ai trong công việc chúng ta lo lắng về vấn đề dạy dỗ con cái chúng ta trong con đường tin kính Chúa, hãy nhớ trong Ngôn chương 22 câu 6 dạy chúng ta, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Hãy dạy con cái chúng ta con đường nó phải theo. Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm thành những lời Ngài hứa cho đời sống của con cái của chúng ta. Về tài chính, Philip chương 4 câu số 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Dù hoàn cảnh của chúng ta có thể thấy nó bế tắc, về tài chính của chúng ta có thể chúng ta thấy nó đang đen tối. Hãy nhớ một điều, chúng ta có một Chúa toàn năng, không việc gì mà Ngài không thể làm. Đấng đã hứa với chúng ta, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Amen. Nên không sợ, không sợ. Và cũng đừng học lo. Ok, buông bỏ trong mọi sự, đừng lo lắng. Nên hãy trình dâng mọi nhu cầu của mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài. Đối với những lo lắng và sợ hãi, Ê-sai 26 câu 3 chép, người nào để tâm trí của mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Sự bình an trọn vẹn của Chúa. Amen anh chị em. Về sức khỏe, Thi Thiên 139 câu 16 dạy chúng ta, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con, số các ngày định cho con đã biên vào sổ của Chúa, khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc anh chị em điều này. Tôi tin rằng không có một vi trùng, không có tế bào ung thư, không có cục máu đông nào, không có con virus nào, không có tai nạn xe cộ nào có thể lấy đi mạng sống của chúng ta một giây trước cái giờ mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta sống ở trên đất này. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, lời của Chúa xác nhận với chúng ta tại đây, số các ngày định cho con đã biên vào sổ của Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Chúa Ngài thấy thể chất vô hình của chúng ta. Chúa đã thấy cuộc đời chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chúng ta lìa cuộc đời này, và Ngài đã tính cái số ngày của chúng ta rồi, và Chúa Ngài đã ghi chép vào trong sổ của Ngài rồi. Cho anh chị em, rớt máy bay mà chưa đến giờ cũng sống. Amen anh chị em. Bệnh tật, dịch lệ không thể nào lấy mạng của chúng ta trước cái ngày mà Chúa đã định cho chúng ta. Tại sao sợ? Tại sao sợ? Tôi nhớ trong những ngày dịch bệnh, vẫn đi làm tang lễ cho những người có nhu cầu, vẫn thực hiện những công việc. Và tôi nói với mọi người rằng, ngày nào mà phi cơ nó bay trở lại, chúng tôi sẽ đi vào hầu vị Chúa ở những nơi nào có nhu cầu ở trong ơn của Ngài. Vì tôi tin một điều, ngày của tôi ở trên đất này mà hết, ngủ ở nhà cũng chết. Mà Ngài chưa hết thì đi đâu làm gì, không có điều gì có thể lấy mạng chúng ta được. Vì Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa toàn năng, đấng mà không việc gì là khó cho Ngài đó, Ngài đã định sự sống của chúng ta rồi. Amen. Xin Chúa cho chúng ta nắm bắt điều đó, để chúng ta không sống hồi hộp, lo sợ về sức khỏe, về cái chết, bởi vì chúng ta đã được trao đời sống của chúng ta ở trong tay của Chúa toàn năng rồi. Ngài khen Chúa thì chúng ta được tự do như vậy. Amen. Chúng ta được tự do khỏi những cái sự sợ hãi đó, thì chúng ta sẽ có thể hầu việc Chúa, chúng ta có thể làm những công việc mà Chúa đã định cho đời sống của chúng ta, và chúng ta sống một cách tối đa cuộc đời của chúng ta. Tôi vẫn quyết tâm là sống ở trong thái độ như vậy. Và tôi nói ở trong tiếng Anh là trước sau gì chúng ta cũng sẽ lìa cuộc đời này, lìa quả địa cầu này. Nhưng mà tôi muốn rằng khi tôi rời đó, thì tôi rời với một cái tiếng vang ầm, chứ không có thể nào chết mà gọi là yếu yếu được. I will out in a band. Amen anh chị em. Chúa Ngài cho thì chúng ta sẽ vững vàng và kết quả trong ơn của Chúa cho đến ngày mà Chúa Ngài đã định cho sự sống của chúng ta trên đất này hết. Còn không thì không có gì có thể đánh ngã chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta thấy được thiên đàng ở trên đất khi chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Khi Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong thân thể của một con người ở với chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi chúng ta có Chúa đi cùng, không có khó khăn nào, nước, lửa, bất cứ một điều gì có thể nhận chìm chúng ta, có thể đốt cháy chúng ta, vì Chúa ở với chúng ta. Chúa toàn năng đó, Ngài có thể làm những việc siêu nhiên. Ngài có thể can thiệp một cách siêu nhiên ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho để qua sứ điệp ngày hôm nay, cái sức Chúa cho sự siêu nhiên trong đời sống của anh chị em được mở rộng. Còn như vậy chúng ta mới có thể bước vào ở trong một cuộc sống, bước những bước cao hơn. Nếu chúng ta tối ngày sợ chết, sợ thiếu thốn, và chúng ta cứ lo sợ, lo lắng ở trong đời sống của chúng ta phí phạm cái thời giờ và đời sống mà Chúa Giêsu đã bỏ một cái giá rất đắt để chuộc chúng ta về. Xin Chúa cho chúng ta sống một cái tự do khỏi những điều này, vì chúng ta có đức tin nơi một Đức Chúa Trời. Ngài đã chứng minh cho chúng ta rất nhiều lần qua lời của Chúa và trong đời sống của chúng ta. Không có một việc gì là khó cho Ngài. Khi Ngài mở cửa thì không ai có thể đóng được. Khi Ngài đã sai phái chúng ta, ai đứng chặn đường người đó sẽ ngã chết. Và Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã định công việc cho chúng ta. Chúng ta cứ bước đi ở trong ơn của Ngài. Ngài khen Chúa ở trong ơn của Ngài. Anh chị em hãy có thái độ như Abraham, hãy có thái độ như trinh nữ Marie đã nói. Xin việc xảy ra đúng như lời Chúa đã phán. Xin việc xảy ra đúng như lời Chúa đã phán. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta hãy giao cho Chúa hoàn cảnh của mình. Nếu có bất cứ một điều gì ở trong những ngày qua nó giới hạn anh chị em, có điều gì nó làm cho anh chị em nơm nớp lo sợ, ngày hôm nay xin để chân lý của Chúa đã được bày tỏ ra cho chúng ta. Không một việc gì là không thể cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Không việc chi là khó cho Chúa của chúng ta. Không việc chi là Chúa bất năng đâu. Hãy giao cho Chúa. Hãy giao cho Chúa. Những ai đang có những thiếu thốn ở trong sức khỏe, bác sĩ có thể nói kỳ thử nghiệm máu lần cuối có thể nói những tiếng nói khác hơn. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đã hứa, đã phán. Ngài sẽ giữ lời của Ngài. Hãy tin nơi sự can thiệp siêu nhiên của Chúa và sự chữa lành của Ngài. Anh chị em có những sự khó khăn khác ở trong đời sống của mình, hãy nhớ rằng Chúa chúng ta, Ngài có quyền để can thiệp. Cảm ơn Chúa. Như tôi đã nói nhiều lần, khi anh chị em có nan đề, anh chị em là đối tượng, anh chị em được tiến cử cho phép lạ của Chúa. Vì nan đề mà Chúa bước vào thì phép lạ chắc chắn xảy ra. Cho cái điều cho con tạ ơn Ngài, vì Chúa Ngài đã mang thiên đàng đến trần gian này. Cho nên chúng con cầu nguyện như điều Chúa Ngài đã dạy chúng con. Xin nước của Chúa được đến ở trên đời sống của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên hội thánh của Chúa. Ý của Ngài được nên, không hơn không kém, trên cuộc đời của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên hội thánh của Ngài và trên thế giới này. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Ngài. Xin gia tăng, xin nới rộng sức chứa, cũng như chúng con mở rộng tấm lòng đời sống của chúng con, đức tin của chúng con cho những việc siêu nhiên. Vì Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời hay thích làm những phép lạ lớn lao. Chúng con cảm ơn Ngài. Và con nguyện trong thời gian này, tất cả những khó khăn, nan đề anh chị em chúng con đối diện, xin Chúa can thiệp vào ở trong thời gian này, làm những công việc mà đối với vương mắc của chúng con hiện tại. Có ai đó trong chúng con đã trong những ngày qua lẩm bẩm chuyện này không thể xảy ra, chuyện này không thể xảy ra. Chúng con tạ ơn Chúa vì hôm nay lời của Chúa xác nhận với chúng con rằng việc gì cũng có thể xảy ra khi Đức Chúa Trời của chúng con nhúng tay vào. Lạy Chúa, xin giữ lời Ngài hứa và làm thành những điều Ngài đã phán. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con sẽ thêm một lời mời nữa, trình bày tin lành của Chúa một lần nữa cho những người thân thương của chúng con, để họ sẽ sớm đến tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống. Để chúng con sẽ ngỏ lời mời và dắt đưa nhiều người đến ở trong những buổi truyền giảng, cũng như trong việc chứng đạo hàng ngày của chúng con. Vì chúng con tin rằng sẽ có nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Vì Chúa Ngài đã phán với chúng con như vậy. Ngài sẽ cho chúng con thấy được một mùa thu hoạch lớn nhất trong lịch sử của nhân loại trước Ngài Chúa Giêsu Christ tái lâm. Chúng con tin điều đó. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin ban ơn để mỗi một chúng con tin và giao phó đời sống của chúng con ở trong tay của Chúa toàn năng, và chúng con đón nhận những điều phi thường, những điều siêu nhiên mà Chúa Ngài sẽ làm xuyên qua đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những ai có những nhu cầu đặc biệt. Quý vị muốn chúng tôi đứng chung quý vị trong sự cầu nguyện. Hầu Thánh xin Chúa ban phước để chúng ta trở về trong ơn của Chúa. Và anh chị em để ý để chúng ta có thể mời những người chưa biết Chúa đến để nhóm lại với chúng ta trong cái chương trình truyền giảng ở trong ngày Giáng sinh sắp đến của chúng ta. Chúa ban phước và hẹn gặp lại quý bạn chị em trong ơn của Chúa. Amen. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.